Bí quyết làm thay đổi cuộc đời bạn. Nhận rõ giá trị bản thân, kiên cường vươn lên. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?" Những bàn tay bắt đầu giơ lên, anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn. Nhưng trước tiên hãy để tôi làm việc này." Anh ta vò nhỏ tờ 20 đô la, sau đó lại hỏi: "Có còn ai muốn tờ giấy bạc này không?" Vẫn có những bàn tay đưa lên: "Ồ vâng, sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" Nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và dẫm lên. Sau đó anh ta nhặt tờ bạc lên. Bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa? Vẫn còn những bàn tay đưa lên. Các bạn của tôi ơi, tất cả các bạn cần phải học kỹ bài học rất có giá trị này. Những việc tôi làm với đồng tiền chẳng có nghĩa lý gì. Bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không hề giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị vấp ngã, bị vò nhau và bị vấy bẩn bởi những quyết định của chính chúng ta. Và do hoàn cảnh xô đẩy, chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị. Nhưng không, những gì đã xảy ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta không phải được quyết định bởi những gì chúng ta làm hoặc bởi người mà chúng ta quen biết, mà bởi chúng ta là ai. Bạn thật đặc biệt, đừng bao giờ quên điều đó. Sống trên đời, nhiều người phải trải qua những hoàn cảnh khốn khổ, lắm khi thể xác và cả nhân phẩm bị chà đạp. Sự thật đau xót là không ít người do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã cam chịu thất bại. Có một số người buông xuôi, mặc kệ cho số phận xô đẩy. Nhóm khác yếu mềm, thở ngắn than dài, oán trách ông trời bất công. Có cả những người gục hẳn, rũ bỏ cuộc sống một cách không thương tiếc. Như đã nói, do nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân chủ quan có thể thấy ngay. Họ đã hạ thấp mình, không thấy giá trị của bản thân, coi khinh sinh mệnh của mình. Nguy hiểm thay, khi không thấy và gìn giữ giá trị con người của chính mình, càng nguy nan khốn quẫn, càng phải gìn giữ nó để mà bám trụ cuộc đời này. Vì mỗi người chỉ khẳng định được chân giá trị đặc sắc của mình ở chính trong cuộc sống. Khi có niềm tin, bạn nhất định sẽ chứng minh được. Roman Roland đã nói: "Kẻ thù đáng sợ nhất của đời người chính là không có niềm tin kiên cường. Dù cho hoàn cảnh bên ngoài có ác liệt tới đâu, nhưng nếu bạn biết giá trị của bản thân, thắp sáng ngọn đèn niềm tin trong lòng, thì đều có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ."